Trời, mấy cái trái mãng cầu này mới kinh khủng nè. Chàng ơi, mình quên đem cái cân nha. Anh, trái này đẹp ha. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là mình sẽ trở về vườn cũ của mình để mình hái hết mãng cầu xuống nha các bạn. Hy vọng lần này nó sẽ ngọt, sẽ ngon, bởi vì mấy hôm nay trời nắng chắc là sẽ không có như đợt trước. Mình định là hôm nay mình sẽ trim nhánh luôn, nhưng mà vì mình đi gấp quá nên mình không có đem đồ nghề, nên mình sẽ trở lại để mình trim mãng cầu sau nha các bạn. Đây nè các bạn, nhìn thấy cái mãng cầu đẹp quá chừng luôn ha, không có bị nứt. Lần này á, mình cảm thấy tự tin trên mấy trái mãng cầu này hơn nè. Chắc là sẽ ngon. Mấy trái này cũng nay chắc ngon lắm rồi nè. Nó qua cái đợt kinh khủng của nó rồi, thành ra lối tháng này ha, mà mình có thể để mãng cầu tới tháng 4 cũng được luôn á. Đây nè, trên đây còn nhiều ghê nè. Này mà nay nó đổ nó bể chắc uổng lắm á, tại vì mãng cầu giờ ngon lắm, mãng cầu tháng 2 mà. Ở đằng kia các bạn biết không, mình có một cây mãng cầu Úc thôi à, mà nó trái bự vô cùng. Mà mình đỡ thấy đỡ cái là vậy. Hôm rồi mình đem về một trái thì mình ăn thì mình thấy nó ngọt. Nó ngọt rồi nha các bạn. Này, trái này cũng ngon quá. Mình thấy không? Trái này nó nằm ở chính giữa đây. Ô, nó lớn lên nó mắc kẹt cái này bà con ơi. Giờ làm sao lấy thằng nhỏ đó đây? Cắt nó trước đi. Bây giờ làm sao lấy nó nè. Cái này. Ôi da, cũng có cách. Mặc dù hơi trậy chút xíu nhưng mà nó đè nhỏ lớn không được luôn á. Bao ngon nha các bạn. Mãng cầu này là tự tin luôn rồi nè. Hái hết xuống luôn, hái không chừa manh giáp hết. Trái này ngon nè. Bây giờ các bạn thấy cái tay của mình không? Cái tay của mình bao nhiêu đây mà trái mãng cầu bao nhiêu đây vậy nè. Quá bự luôn á. Mấy mãng cầu đó là mãng cầu mang cầu chưng Tết mới đã. Trên đây có một ca trái nữa nè. Không 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 có cao đủ để ăn cắt. Tay của mình không so với trái mãng cầu nè. Khiếp đảm ha. Cái mùa Tết á, ngay cái ngày Tết á, người ta bán mấy trái này á, là khoảng 18 đồng một pound, mà trái này cỡ 2 pound vậy các bạn, trái này cũng ba mươi mấy đồng nè. Trong đây cũng còn nữa nè. Ôi da, nứt uổng quá, nhưng mà nứt này còn ngon nè. Anh cầm anh. Hái hết, hôm nay là mình phải hái hết thôi. Mấy trái mãng cầu đẹp quá. Trái này cũng bự quá chừng em chứ. Nè, thấy không? Nằm trong kẹt thôi mà trái bự ghê không? Trời ơi, mấy
có mảng cầu này mới là mảng cầu chất lượng nè. Cuối cùng cũng có được một mớ mảng cầu chất lượng, tại vì nó trời nóng cũng cả tuần rồi, hết mưa rồi. Mấy này ăn mới ngon nè, mà cũng đẹp nữa, không có bị đen, thích quá. Bên đây nữa hả? Đây nè các bạn, lô khoát ở nhà mình đã bắt đầu trái, nó cũng lớn lớn rồi nè, thấy cưng không? Thích chưa? Bữa nay thì mình cũng thu hoạch một ít trái nha các bạn nè. Trái nó lớn thấy hàm không? Nó chưa có già rồi, nhưng mà nó cũng sẽ ngọt, thấy hàm quá nè. Nó trái như cái trứng gà vậy nè. Ôi, thấy cưng không? Bởi vậy nè, biết còn đâu nữa không ha. Có mấy trái nữa nè. Các bạn ơi, mấy cái trái này nè, ăn ngon lắm luôn. Hồi đó mình không biết, nhưng tới chừng mình biết nó, mình ghiền luôn á. Mình cưng cái cây này dữ lắm. Mắng cầu vậy chứ mình không có ăn được nhiều bằng nó, tại nó ăn tốt lắm. Rồi, bữa nay mình hái được nhiêu đây nè các bạn. Với lại cây táo thái của mình á, cây táo thái của mình là nhiều lắm luôn. Mình hái xong thì mình sẽ trim cành để đặng cho nó xum xuê lại năm sau. Với lại mình cũng không có muốn cho nó lớn á, mình không muốn cho nó lớn cây á, thành ra mình phải cắt nó. Ôi da. Nè, thích chưa? Này ngon lắm rồi nè. Bảo đảm là rất ngon luôn ạ. Táo xanh, táo thái. Chắc được rồi đó, cái đủ ăn rồi đó. Tại vì mình ăn không kịp á, nên nó bị héo à. Mình không thích bỏ tủ lạnh. Cái trái này là cần hái nè. Này không có thời gian nhiều để ngồi lượm lạc nó nè, nó nhiều lắm. Mấy cái này nè. Này một lát mình ăn thử là chắc ngon lắm luôn ạ. Các cô chú, các anh chị và các bạn ơi, cây nhãn của mình nè, năm rồi á, thì nó ít trái lắm, nên năm nay nó sung sức, nó có trái quá chừng luôn, có bông nè. Mình định là sẽ chiết nó rất là nhiều, mình chiết 50 nhánh hôm cây nhãn này cho năm nay á. Nhưng mà có bông một cách dày nè, hay uổng quá ha. Nè, các bạn biết không, hồi năm trước á, mình có trồng một cây mận hồng đào, mà mình cứ than phiền, nói là nó không lớn, nhưng hôm nay mình về mình thấy nó lớn quá chừng nè các bạn. Nó lớn gấp 3 lần luôn á. Để hồi nào giờ mình cứ nói là sao đất cát chắc trồng mận không được, nhưng không phải đâu. Nè, nay cóc bự ơi là bự luôn nè. Năm nay mà nói mà có trái chắc mình đốt pháo ăn mừng luôn á. Mình sẽ khoe cả thế giới rằng mình trồng mận có trái á. Bởi vì hôm trước mình cứ khóc lóc, mình nói là trồng 7 cây mận không có bông. Có thể nói quan cho nó đó, bởi vì người ta chưa lớn mà. Ráng nghe chưa, năm nay có trái nha. Để đằng cho chị Bình nở mặt nở mày nha. Nè, một lát nữa hả, mình về mình cân thử coi trái này nhiêu anh ha. Bự thì thôi luôn á. Năm nay mình chưa ăn trái mãng cầu nào ngon quá không? Rồi, nên hy vọng là những trái này nó sẽ rất ngon. Đã quá. Ai da, thích gì đâu á. Bây giờ mình phải trở và mình phải qua bên kia.
anh phụ khiêng em cái này đi, đặng hái ít trái kia. Phía sau nhà mình nó có trồng một cây mẫn cầu do thái đỏ này, đẹp quá hả các bạn hả, nhưng mà vì mình cũng còn một ít mẫn cầu nên mình không hái nó nào lúc này, mình đợi đi. Cái màu này là đẹp lắm rồi nè, thấy chưa, cây mẫn cầu đẹp ha, đây nè, cái ham gì đâu mà đẹp đỏ tươi à. Cái mẫn cầu á nó phải như vậy nè ha, mà nó là lối tháng 3 á, ăn là thôi không có chê được vào đâu hết á. Còn mẫn cầu đỏ mà mình ăn lối tháng 12 hoặc tháng 1 rồi đó là nó chưa có chín đâu, nó chưa có già. Cái cây này á hôm nay mình thu hoạch luôn nha các bạn. Mình thu hoạch á là để gọi là gì ta, để đặng cho nó xong một cái cây luôn, đặng nó hết mùa đặng mình bắt đầu mình trim nhánh nha các bạn. Mình hay chậm chạp, giống như thế ai làm gì đâu á, làm xong hết rồi mới tới mình. Cứ để từ từ, cái thụ từ thủng thẳng. Cái cây này nè nhiều lắm luôn á, nhiều kinh khủng nhiều luôn á, mà vì mình hình như cái đợt đó mình tưới phân, mình bỏ phân cái nó rụng không có chưa năm nào mà rụng bằng luôn, cười chết luôn, hối hận. Mấy cái trái này ngon cho mà coi, bởi vì đó hả, không phải cây của mình ngon đâu các bạn, mà là trời nắng á. Trời nắng thì bắt buộc nó sẽ ngon. Ôi da, ao, chắc hết rồi đó. Các cô chú, các anh chị ơi, cái mùa mãng cầu này nè, thì cái đợt đầu mình hái á, thì nó bị lạc dữ lắm luôn. Nhưng mà cái sau này thì mình thấy cái trái nó có vẻ ngon hơn. Ồ, nhưng mà bị hư rồi, trái này chín quá hư rồi. Nhưng mà mình ăn thử một miếng ở bên ngoài coi ngọt không nha các bạn. Ngon lắm rồi. Này mà chín cây á mà nó còn ngon gì nè. Là khi nào mà mình hái trái già mình vú á, mình nghĩ là nó sẽ còn ngon nữa. Ngon rồi các bạn ơi. Đỡ sợ rồi. Hôm trước á, bán cũng không dám bán, làm biếu cũng không dám biếu luôn á, tại vì nó dở lắm kìa. Cái này đã bị hư rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình hái xong mãng cầu rồi các bạn, mình còn một ít mãng cầu do thái đỏ nữa thôi. Nhưng mà cái mãng cầu do thái đỏ đó thì nó còn có thể cho mình một tháng nữa, có nghĩa là khoảng tháng 3, cuối tháng 3 hái cũng được. Nó càng nắng càng lâu thì nó càng ngon. Giờ đây thì mình sẽ dừng video ở chỗ này. Cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.